Huấn luyện viên Đức Thắng nói, nghề huấn luyện viên bạc bẽo, huấn luyện viên Kiatisak khẳng định, V-League không hề dễ chơi. Huấn luyện viên Đức Thắng chia sẻ về áp lực của nghề huấn luyện viên sau khi giúp câu lạc bộ thể công việc teo các chuỗi 7 trận không thắng ở V-League 2023-2024. Trong khi ông Kiatisak thừa nhận V-League không hề dễ chơi, điều gì cũng có thể xảy ra. Huấn luyện viên Đức Thắng khen học trò câu lạc bộ thể công việc teo đã ngắt chuỗi 7 trận không thắng ở V-League 2023-2024 khi đánh bại câu lạc bộ CHN với tỷ số đậm 3-0. Đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công hiệu quả ở trận này với 3 bàn thắng vào lưới đội đương kim vô địch, lần lượt được ghi do công của Nhâm Mạnh Dũng, Pedro Henrique và Quốc Văn Khang. Với 3 điểm trọn vẹn, câu lạc bộ thể công việc teo chưa thể cải thiện thứ hạng 13 do Hoàng Anh Gia Lai cũng thắng, nhưng khoảng cách với nhóm bám đuổi đã được kéo giãn. Highlight câu lạc bộ thể công việc teo 3, không câu lạc bộ công an Hà Nội vòng 13 V-League 2023-2024 Quang Hải, áo vàng, bị khóa chặt. Huấn luyện viên Đức Thắng chia sẻ, tôi nghĩ câu lạc bộ CHN mạnh thế nào thì ai cũng biết. Chúng tôi đã phân tích đối thủ, rất tôn trọng họ và chọn lối chơi hợp lý. Chúng tôi giúp cầu thủ tự tin hơn và họ đã làm tốt. Các cầu thủ câu lạc bộ thể công việc teo đã lấy lại phong độ. Tuy nhiên, điểm yếu thể lực vẫn còn nên cuối trận chúng tôi bị dồn ép. Tôi cho rằng các cầu thủ đã chuẩn bị tốt hơn là khâu chiến thuật của tôi. Nói về tấm thẻ đỏ của Mạnh Dũng, huấn luyện viên Đức Thắng nhận định, tôi thông cảm với Nhâm Mạnh Dũng, bởi trong trận đấu mà cầu thủ hưng phấn, không dễ kiểm soát hành vi. Đặc biệt trong trận derby, tôi muốn cầu thủ chơi hết khả năng. Tôi thông cảm cho tấm thẻ đỏ ấy của Mạnh Dũng. Câu lạc bộ thể công việc teo sẽ tái đấu câu lạc bộ CHN ở Cúp Quốc gia 2023-2024 vào giữa tuần tới. Huấn luyện viên Đức Thắng nhấn mạnh, trận đấu cúp rất quan trọng nên chúng tôi sẽ chơi với những gì tốt nhất. Tôi sẽ để cầu thủ hồi phục, mà không chỉ có các cầu thủ trụ cột, các cầu thủ khác cũng phải sẵn sàng. Câu lạc bộ thể công việc teo có nghĩa vụ chuẩn bị tốt nhất có thể cho đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng phải chuẩn bị chu toàn cho mục tiêu của mình. Huấn luyện viên Đức Thắng cũng mới tìm được chiến thắng đầu tiên sau 5 trận huấn luyện đội thể công việc teo. Dù vậy, ông Đức Thắng cũng cho rằng nghề huấn luyện viên rất áp lực, nên ông buộc phải mang về kết quả tốt. Có những đội thay huấn luyện viên để tìm đường thoát, hay với câu lạc bộ CHN, huấn luyện viên Kiatisak đã giúp đội bóng này có kết quả tốt. Còn với cá nhân tôi, có người hỏi tôi có sợ nếu câu lạc bộ thể công việc teo thua không? Tôi tin rằng huấn luyện viên phải hiểu đội bóng mà ông ấy dẫn dắt, nếu không làm được thì phải bị thay đổi. Nghề huấn luyện viên là vậy, vô cùng áp lực và bạc bẽo, nếu không làm được thì ra đi, huấn luyện viên của câu lạc bộ thể công việc teo nói. Nói về ý nghĩa của trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ CHN và câu lạc bộ thể công việc teo, huấn luyện viên Đức Thắng trải lòng. Trước đây bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều trận derby. Tuy nhiên, trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt. Tôi nói với cầu thủ rằng cả hai đội mới lấy lại được cái tên. Trong khi câu lạc bộ CHN lấy lại tên từ mùa giải trước, chúng tôi cũng mới tìm lại phiên hiệu thể công. Đây là trận đấu đầu tiên đánh dấu sự trở lại của hai cái tên huyền thoại đó. Với tôi, đây là trận đấu nhắc lại quá khứ. Nhưng tiếc là khán giả không phủ đầy sân vận động như trước đây, khi các khán đài luôn đầy ắp người hâm mộ. Song, tôi đã được sống lại cảm giác đó với tư cách là một huấn luyện viên. Huấn luyện viên Kiatisak thận trọng bên kia chiến tuyến. Huấn luyện viên Kiatisak Senmumang đánh giá về trận thua. Đầu tiên, tôi xin chúc mừng câu lạc bộ thể công việc teo. Về diễn biến trên sân, tôi có thể nói rằng khi Việt Anh rời sân, chúng tôi khó phòng ngự hơn. Việt Anh, phải, rời sân cuối hiệp 1 do chấn thương. Anh bị khâu tới 24 mũi ở môi. Câu lạc bộ thể công việc teo cũng chơi rất tự tin ở trận này. Ở các trận khác, họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Còn trận này, câu lạc bộ thể công việc teo đã tận dụng rất tốt khi thi đấu với 100% sức mạnh. Chấn thương của Việt Anh, ban đầu tôi nghĩ cậu ấy có thể sớm quay lại, nhưng sau đó do cậu ấy phải rời sân nên việc phòng ngự trở nên khó hơn. Khi thiếu một cầu thủ, lúc Việt Anh rời sân mà chưa có cầu thủ mới vào sân thay thế, chúng tôi phải tập trung, rất tập trung. Câu lạc bộ thể công việc teo cũng phòng ngự phản công cực hay. Chúng tôi phải xem lại trận đấu để chỉnh sửa nhằm chơi tốt hơn trong trận tới tại Cúp Quốc gia. Chuỗi 4 trận bất bại của câu lạc bộ CHN dưới thời ông Kiatisak đã khép lại.
theo chiến lược gia người Thái Lan. Đây là cơ hội để đội đương kim vô địch V-League nhìn lại mình. Huấn luyện viên Kiatisak muốn học trò rút kinh nghiệm với các cầu thủ dự bị, họ cần sẵn sàng hơn. Câu lạc bộ CAHN sẽ quen trận thua này để tập trung cho trận tới ở cúp quốc gia, khi chúng tôi cũng gặp câu lạc bộ thể công Việt Theo. Bản thân V-League cũng không hề dễ chơi, nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, huấn luyện viên Kiatisak nhận định. Đây là trận đấu rất hay về mặt chiến thuật, xứng đáng là derby thủ đô. Chúng tôi sẽ cố gắng sớm trở lại. Đội đã đạt mục tiêu top 3 ở lượt đi, còn lượt về đội sẽ khởi đầu bằng trận gặp Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tập trung cho V-League và tích lũy thêm điểm số. Huấn luyện viên Kiatisak nói thêm, bóng đá là vậy, khi đội thua, tôi sẽ nhận trách nhiệm. Còn khi đội thắng, tôi sẽ dành tặng cho các cầu thủ. Tôi cùng toàn đội sẽ luôn quyết tâm. Xem Night World V-League 1, 2023-24 đỉnh nhất trên FPT Play. Tại https://2.2/play.vn xem giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng V-League 2, 2023-24 đỉnh nhất trên FPT Play. Tại https://2.2/play.vn xem cúp quốc gia Casper 2023-24 đỉnh nhất trên FPT Play. Tại https://2.2/play.vn tải ngay ứng dụng FPT Play tại https://2.2/play.vn/ung/ngang dung/download để xem V-League 1 đỉnh nhất trên FPT Play.